Thì trước mặt quý vị các bạn là ba chiếc mẫu máy nghiền ngô, nghiền khô đa năng mà hiện nay chúng em đang phân phối và bán rất chạy trên thị trường chúng ta. Thì đây là ba cái mẫu tiêu biểu nhất cho hệ xay gia đình hoặc là chúng ta xay kinh doanh nhỏ. Đầu tiên thì em sẽ đi về cái mẫu xay bé nhất, cực kỳ phù hợp với các hộ chúng ta, năng suất cũng vừa phải. Nó bên phải mình quý vị đây. Thì đối với cái dòng này là dòng điện trục, motor sẽ là điện trục luôn. Tổng thể trực quan như vậy, nó khá nhỏ gọn thôi. Cái trọng lượng của cái chiếc máy này sẽ rơi vào khoảng 22 kg, chân là chân chữ A. Thì cái dòng này là sử dụng motor là 2,2 kW, tốc độ vòng tua là 1400 vòng, tua chậm, và motor nó em khẳng định với quý vị rằng là quấn 100% đây đâu, nên cái độ bền, độ tải, độ lì của máy này cực kỳ tốt. Thì đối với cái dòng xay mini này thì nó sử dụng cái cặp đá xương của nó sẽ là đây. Nó đây sẽ là cái đường kính nó là 14,6 cm, gọi là đá thôi nhưng thực chất cái này là bằng gang nha quý vị nhé. Cực kỳ bền, nó có hai miếng này sẽ tiêu được là 4 mặt. Chúng ta mòn mặt này chúng ta đã đảo chiều hai bên, và bên trong của chiếc máy nghiền này có gì thì em sẽ tháo ra cho mọi người xem. Bên trong chỉ đơn giản như vậy thôi, sẽ có một cái trục xoắn này, khi mà ngô từ trên cao rơi xuống đi qua cái trục xoắn này và nó sẽ làm vỡ trước, và khi hai mặt đá nó sẽ siết lại thì tùy theo chúng ta điều chỉnh mà nó sẽ là gần nhau thì làm mịn, mà xa nhau thì là vỡ. Đây là vị trí là xa nhau này, khi ép lại nó quay này thì chúng ta là ngô mịn hoặc là gạo mịn, thậm chí là dòng này xay được cả thóc quý vị nhé. Còn khi mà chúng ta điều chỉnh lối ra thì nó sẽ là vỡ. Và điều chỉnh ở đâu? Điều chỉnh nó là ngay cái lúm bên ngoài thôi, nó sẽ có cái lúm điều chỉnh rulo này. Chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ thì sẽ là nghiền mịn, còn chúng ta mà vặn ngược chiều kim đồng hồ, vặn lối ra sẽ là loại vỡ. Đấy. Và khi ta điều chỉnh ok rồi, chúng ta sẽ xoáy cái chốt hãm này ạ. Như vậy thì cái rulo này sẽ không xoay được nữa và sẽ giữ nguyên cái trạng thái nghiền vỡ hay nghiền mịn của chúng ta mong muốn. Thì đối với dòng này nó năng suất cũng khá là ổn định, rơi vào khoảng 50-80 kg khi chúng ta là xay mịn. Còn khi chúng ta mà nghiền vỡ, nghiền vỡ ngô đấy, cho chim một câu hoặc là cho gà thì nó rơi vào khoảng từ 150-200 kg một giờ. Và khi mà quý vị mà cần cái năng suất lớn hơn thì quý vị hãy sang cái mẫu giữa, mẫu A170. Thì đối với mẫu này thì nó là đầu nghiền 170. Cái đá nghiền của nó sẽ là cặp đá ở đây, sẽ là đường kính là 16,6 cm. Bên trong thì nó cũng không có gì khác biệt cả, nó sẽ là một cái đá to hơn. Đá to hơn thôi, không có gì cả, khó khăn cả. Thử xem, nó to hơn, đây thì cái năng suất nó sẽ là khá hơn. Và điều chỉnh cũng giống như cái máy kia, sẽ điều chỉnh lúm kilo này. Thì đối với cái dòng này sử dụng motor của Việt Nam mình, motor 1,5 kW, 2 ngựa, tốc độ vòng tua vẫn là tốc độ tua chậm, những quý vị lưu ý cho em như vậy. Thì cái dòng này xay năng suất cũng khá là ổn, khi chúng ta xay vỡ sẽ rơi vào khoảng từ 170-240 kg một giờ, còn khi xay mịn nó rơi khoảng từ 70-100 kg một giờ. Và khi chúng ta cần năng suất lớn hơn nữa thì quý vị hãy sang cái mẫu cuối cùng, mẫu nghiền A180. Thì cái mẫu này sử dụng là đường kính đá là 17,6 cm. Đây, loại to nhất chúng ta là 17,6 cm đây. Điều chỉnh nó cũng giống như hai kia thôi, cũng đúng điều chỉnh rulo, xoay vào sẽ là mịn và nới ra sẽ là vỡ. Cái motor đi kèm của nó sẽ là motor 3 ngựa, quý vị mà có motor 2 ngựa thì cũng được, hoặc 4 ngựa thì càng tốt. Cái năng suất nó cực kỳ là cao, rơi khoảng nếu mà xay vỡ khoảng 300, hơn 300 kg một giờ, còn xay mịn từ khoảng 90-150 kg. Giá cả của ba mẫu này như nào? Thì đầu tiên sẽ là mẫu A150 sẽ có giá là 2.200.000 đồng, mẫu A170 sẽ có giá
4 triệu đồng và mẫu A180 sẽ có giá 4 triệu 500 ngàn đồng.